yếu cũng thế nhỉ. Ở phát ở đây thì tí nó về thì cái video tải thì nó không được cái dạng HD. Trên TikTok thì nó được tải về được dạng HD nhưng mà nó không có sóng. Nó không có sóng. Đó, người ở trên Facebook này thì kiểu anh em thì người ta cũng cũng đứng đắn tử tế rồi, người ta theo dõi mình đủ lâu ấy. Đó, ít hỏi những cái câu nó không đâu vào đâu ấy. Còn ở trên TikTok thì nhiều khi là cái người theo dõi mình mấy cái người ấy ấy toàn hỏi những cái vấn đề nó rất là ấy ấy. Tại vì hầu như ở trên Facebook này và ông nào bây giờ nó không được đề xuất cái Facebook của tôi ấy. Chỉ những người đã theo dõi mình mới được ấy thôi. Còn các bà đang nhặt ấy thì ở đằng sau nó toàn là mộc tàu ấy kìa. Thì đến đây để tôi nói nốt về cái giống nịu này. Thì cũng cái thời điểm cách đây 2-3 năm ấy là cái dòng nịu này nó về ấy. Để tôi kể sự tích của cái dòng này. Cái dòng nịu ăn quả nhập chung. Nhập mà cứ cho là cây ngoại nhập ấy. Thì nói chung là cái người đầu tiên mà nhập cái giống cái cây to nịu này về Việt Nam ấy. Thì phải ghi công của anh Lê Minh. Lê Minh ở Lào Cai hay ở đâu đây? Bác ma bác biết gì ấy. Ông ấy là cây độc lạ đấy. Thì cách đây cũng lâu lắm. Nó phải 6 hay 8 năm rồi. Có mình vẫn còn nhởn nhơ với hoa hồng ấy. Thì ông ấy những cây nịu mà trên báo vẫn còn đấy. Thì cái dòng này thì nói sơ qua thì cái dòng của anh Lê Minh, chú Lê Minh thì là cái dòng mà cây nịu to như này này. Tại sao cái dòng này cái thủy nó phát nhiều lần mà mình không phát? Tại vì tôi sợ là người Việt hại người Việt. Tại vì nó có một cái vấn đề như này nhá. Là cái dòng to này thì cũng nhiều khi khách hàng người ta mua rồi ấy. Mà những cái người ta mua được những cái dòng này thì thường là nhà người ta cũng không phải bé đâu. Nhà người ta to. Thì cái câu chuyện anh Lê Minh ấy thì đợt tí nào anh ấy nhập về thì những cái cây này thì ở trên YouTube hoặc ở trên báo Dân Trí hay các gì các bạn có thể tự tra. Nịu đỏ Ấn Độ hoặc là nịu anh ấy gọi là thạch lựu. Đấy thì là những cái cây này thì anh ấy toàn báo ở trong video của bạn. Bạn đéo gì ngày xưa cũng nổi mà xong rồi cũng phân biệt mộc ta mộc tàu nhỉ. Hình như Mạnh Bonsai cái đéo gì ấy. Ông thuê xe ông tên lên đấy ông review. Toàn những cây này 200 triệu. Mà thì hình như là Mạnh Bonsai thì cũng quê quán ở dưới Hưng Yên với Văn Giang. Thì thấy đợt đi thằng em Hiền Tổ nói bảo nói chú em hay cậu em ấy. Thế nói kia thế là từ đợt đi tôi không bới móc các ông ấy nữa. Tại vì là mình ấy ông ấy thì thực ra là tại vì toàn những anh em ngày xưa là mình ít người theo dõi xong rồi. Ông ấy nhiều người theo dõi nhưng ông ấy nói về mọc miếc răng cưa mới không răng cưa phân biệt mọc ta mọc tàu. Toàn câu view câu like mà cũng không hiểu gì. Mình bảo mình sợ nhất là những ông không hiểu gì nhưng mà lại có nắm người theo dõi. Xong rồi nói cứ như đinh đóng cột ấy. Thành ra là nó khó. Thì là tôi không quay. Tại vì mấy hôm nay cái thủy nó quay. Những cái loại này nó cứ bảo mình quay mình không quay. Đấy các anh em cũng bảo nhưng mà mình không quay là tại vì mình sợ là cái người ta tin tưởng mình, người ta theo dõi ấy. Xong người ta mua hàng. Xong rồi tôi có bảo mấy anh em, tôi nói đến 3-4 lần. Con thủy ấy tôi cũng bảo mấy con thủy. Và những người ta theo dõi mình. Đấy là người ta tin mình. Đấy, ví dụ người ta theo dõi mình 3-4 năm. Bây giờ nhà người ta to người ta mới mua được cái loại như thế này. Phải có chỗ, thứ nhất là có tiền, cái thứ hai là phải có mặt bằng, có diện tích. Đấy, sân vườn các kiểu người ta mới mua cái loại này. Nhưng mà bây giờ nhà thì có điều kiện, nhà thì to, bây giờ trồng hai cây trước cửa nhà mà trông như củi khô thế này thì là người ta hận mình ấy. Thế là từ lần sau ví dụ mình bán bưởi hay bán một cây gì mà mẹ có cái kỷ niệm mua của thằng này hai cây nịu dở hơi rồi. Thế tôi bảo là thế là tôi mới bảo là không biết là tại sao mà cái giống nịu này mình phải đi tắt cũng rất nhiều vườn. Một là đổi cho các anh em ở đây là toàn ủ bằng cát không chăm sóc. Đây các bạn biết là kể cả cây trên chậu luôn. Ở ngoài kia có cây mà nó cũng ra nhiều ấy. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng mà nhà các bạn mà có tiền mới có điều kiện mà để hai cái ông cánh này ở trước cửa nhà mà nó như củi khô như này thì mà lại còn có điều kiện nhá. Nói thật ra chưa cần khách chê các bạn đã mẹ vứt luôn rồi. Nhưng mà có một cái là mình bảo là thứ nhất là anh em mang cây về toàn ra mủ bằng cát thôi. Không chăm sóc gì. Cái lý do thứ hai là có thể là nó vẫn đâm mầm đấy, nó không chết. Nó không chết cho nhưng mà kiểu như kiểu là mình có cái câu mà mình bảo sống thành tật đi. Thì cái loại này còn đang theo dõi thêm nhá.
Nhưng mà các bạn biết cái loại này vừa mới cách đây khoảng hơn một đâu đó là 2 tuần, đấy, nửa tháng về. Nhưng các bạn biết nó mơn mởn và nó đang ra hoa. Tí tôi sẽ nói về, tôi đang nói chuyện ông Lê Minh lại quay ra cái vấn đề này. Tại vì là nói thật ra là cái mẹ gì mình chả biết. Nhưng cái chính là tôi phải nói thật. Chứ bây giờ mà mình không thể là vì bán mấy cái cây nịu xong rồi mình mất khách được. Tôi bảo mấy cái thủy là đến giai đoạn này là phải giữ khách. Đấy. Còn bình thường như trước đấy là kiếm khách, làm cách nào cũng phải kiếm khách. Làm sao để người ta biết đến, người ta đến với mình. Nhưng đến giai đoạn này là quan trọng nhất của mày là giữ khách chứ không phải là mày kiếm khách. Đấy. Thế là tôi mới bảo là như cái loại này thì lúc đấy tôi tâm sự ấy. Tôi bảo cái loại này tôi cũng đi các nơi xong rồi tìm lý do là tại sao mà nịu này về Việt Nam mà trông nó cứ như thế này. Đấy. Thế là mình bảo là thứ nhất là ở đây thì anh em trước đấy anh em toàn dâm mủ bằng cát thôi, không có giá thể, không có thế nọ thế kia đâu. Đấy, toàn dâm mủ theo kiểu để cho mày không chết thôi. Đấy, để bố mày bán cho người chơi xong thế nọ kia, người ta về người ta chết hay thế nọ thế kia thì kệ mẹ người ta. Đấy, nhưng mà về sau nó cứ như thế này. Thì là anh em có bảo một là bây giờ thời điểm này nó không phải mùa hè đâu, nịu nó đẹp nhất là mùa hè. Đấy. Còn tầm này mà nó không sống nó bật mầm lên là ấy rồi, nhưng mà tôi bảo thật là cái người ta phải đến nhà người ta có điều kiện thì nó phải xanh um lên, nó phải có mầm, có lọc, có hoa, có quả, có cái thứ gì này. Thế tôi bảo là những cái người mà người ta theo dõi mình. Còn về giống thì các bạn biết rồi, ở trên mạng với các thứ thì ở trên YouTube hay các thứ thì người ta nói như anh Lê Minh, anh nhập cách đây khoảng tầm, nếu tôi nói không ấy thì các bạn xem ở các cái báo Dân Trí với cả EVN Express thì ban đầu anh nhập về thì những cây này nó rơi vào 200 triệu. Còn bình thường thì anh ấy nói 6 tỷ 3 với thương gia Trung Quốc sang trả 3 tỷ 4 tỷ nhưng tao không bán. Nhưng mà thương gia là nói phét, tại vì là cây nhập Trung Quốc ông ấy nói thương gia Trung Quốc sang trả thế nọ thế kia. Cái vùng Mông Tự bên Trung Quốc ấy nó chuyên trồng những cây nịu này để nó bán quả ấy. Còn cái nịu mà các bạn mua ngoài chợ ấy là mà ví dụ 15, 20, 35 nghìn ấy. Bên Trung Quốc thì thằng cu em tôi nó bảo là ở bên ấy có 1 tệ 2 tệ thôi. Mà 1 tệ 2 tệ mà 1 tệ nó 3 nghìn mấy ấy, thì 2 tệ nó 6, 7 nghìn ấy. Ở Việt Nam mình cái loại mà có mấy nghìn ấy thì nói chung là không bằng công hái. Người nông dân ở mình nghèo thật nhưng mà chê. Đấy, cho nên là chanh với cả các thứ ngày xưa chanh đéo gì đây, chanh đào với các thứ 1.000, 2.000 là bà con cho nó dụng. 1.000, 2.000 bây giờ thuê người ta hái là vào trả công cho người ta 2, 300 nghìn một ngày là thôi tao cứ để dụng để nó làm thành phân bón. Bên Trung Quốc nó còn nhặt từng tệ một ấy, 3.000 mấy đây. Còn cái giống nịu mà các bạn thấy thì anh em hay nói là nịu đỏ Ấn Độ, mấy nịu Peru, mấy cái gì ấy. Thì nếu mà mua cái loại ấy thì mua quả là nó đâu đó là phải ở các cái cửa hàng hoa quả nhập ấy, chứ không có sạp bán hoa quả ngoài chợ hay là trên đường của các bạn đâu. Đấy. Thì là với những người như thế là người ta vào đấy người ta mua thường 3 đến 500 nghìn 1 kg. Thậm chí còn phải đặt trước. Xong rồi cái thứ hai nữa là đôi khi các bạn nghe thấy rồi mẹ 300 nghìn với 500 nghìn thì thường là 90% là các bạn sẽ bảo bán cho chó. Bán cho chó. Nhưng mà người giàu các bạn không hình dung ra được đâu. Ngày mai bốc 3 xe hàng ấy. Thì nhiều khi là các bạn ấy hỏi cái vấn đề là kinh tế khó khăn như thế này thì có bán được cây không? Mẹ. Tôi lúc nãy tôi cũng nói ở trên TikTok rồi. Tôi bảo những cái thời điểm như thế này thì tôi không thích live stream lắm. Tôi không như ngày xưa, tôi thường là ngày xưa tự kỷ thì đâu đó một ngày. Xong đến một thời điểm là nó tự kỷ là tầm một tháng. Xong rồi đến bây giờ nếu mà tự kỷ chắc là 1 năm, 2 năm mới hết. Xong rồi cái nữa thì thực ra là tôi đến bây giờ đang trong cái giai đoạn mà ấy cờ ấy. Thì tôi nói sơ qua cái dòng kia là các bạn biết nguồn gốc xuất xứ ở trên mạng xã hội. À, ở trên các cái báo chính thống này. Mấy cái thứ hai nữa là ở trên YouTube các bạn tra theo anh Lê Minh đấy cái gì đấy. Ở trên Sapa thì các bạn biết là anh ấy là người nhập cái loại nịu ăn quả đầu tiên của Việt Nam luôn. Ở Việt Nam thì không có những cái dòng nịu ăn quả mà nó to như thế. Cây nịu ta cũng không thể to như thế. Xong cái câu hỏi mà từ đợt ý là tôi, từ đợt mình vào trong cái thị trường này này. Tức là tại sao mà các cụ nhà mình lại không bán cái dòng nịu ăn quả, không trồng. Toàn trồng những cái loại nịu mà quả nó ăn chua ăn chát đi. Các bạn trông cái loại này là hôm ấy là còn bị giam biên nhá. Đây này, cho các bạn biết nhá, mà nó không chết nhá. Hầu như cái loại này nó không chết một cây nào. Đây các bạn nhìn nha, nếu mà muốn kiểm tra những cây nào có chết hay không. Các bạn lấy cái gì ở đây này, nhìn nó xanh như này là nó không chết này. Mẹ cái dòng này nó còn không chết cho cơ. Cái cây nịu này này. Cây nịu này còn không chết cho cơ.
Quả chủ yếu tao ăn quả thôi chứ còn cây có quả thì liệu tao ăn có quả. Ở bên ấy thì là định là vừa rồi lấy ấy ấy. Lấy cái đéo gì ấy nhỉ? Visa hay cái đéo gì ấy nhỉ? À hộ chiếu. Cho bọn trẻ con nó sang đấy xong rồi. Sang bên Mông Tự ấy. Nhưng mà về sau là hàng Tết mấy các thứ ấy. Khôn phết này. Quả bé lắm. À thử bổ ra xem nó có ngọt không. Ngày xưa mình đặt cái vấn đề là tại sao mà các cụ mình không tha cái giống liệu ăn quả về trồng, toàn trồng ôi rồi ôi cho vào kia thì con ấy được cứt ra. Trồng cái giống liệu mà không thể làm thương mại quả được ấy, ăn vừa chua vừa chát. Đấy giống liệu ta ấy. Mà mình thì có lác đác cái này loại này thì ruột đỏ, vùa đỏ. Ăn nó ngọt. Có vào được cướp. Có vào được cướp. Đéo biết cây nào. Lúc biết làm mấy cây nhỉ? À đây. Không, không nhìn thấy. Kiểu đéo gì chả có quả lúa. Nó ở trong cái đống này này. 4 cây này. Nhưng mà sau một thời gian là cũng thông là cũng ấy nhỉ. Nói anh thông minh anh ấy đấm cho vào mồm. Bỏ ra đấy. Nhưng mà dạo này tinh ý biết thế nào là để kiếm tiền rồi đấy. Kiếm tiền. Kiếm được đéo đi mẹ cây vừa trước đẹp thế mà bà cái mà lấy. Đó, từ từ để em xem cái quả liệu ở đâu này. Lấy cái gì? Lấy cái quả ấy. Đâu? Đây. Gai đâm vào tay. Hình như là lúc lấy còn quả kia còn đỏ hơn. Ở trong 4 cái cây vừa xuống này. Anh cái đặt làm xuống. Tao làm xuống là bật quả. Bật gì á? Đây là quả đó này, quả trên ngọn này. Để đi em quay hay là em bật? Em bật. Em bật nó để em kiểm tra nó có ngọt không? Chưa ngọt. Chưa ngọt. Còn quả kia còn ở trong nữa cơ. Ngọt luôn, nó không ngọt. Ừ. Mẹ quá ngọt luôn. Quá ngọt luôn mà không ngọt. Anh thử quả xem. Quả này mà không ngọt. Ngọt mà. Mẹ này, quả nó bỏ khe luôn này. Đáng ra diễn diễn như thế này này. Ừ. Thế mà không để lại. Đây. Còn liệu đây. Ở Việt Nam mà cái giống liệu này, liệu nó bán ngoài chợ đây này. Chợ ngon được như thế này. Đỏ ngon chợ luôn. Chợ nó sộp. Ngọt ngon với đây quả kẹ nhá. Ngọt luôn. Hạt mềm. Đỏ kẹ này. Liệu này liệu ngon đấy, ông bà nào mua loại này không mua đáng tiếc. Nhiều nước. Nước kèo quèo. Nước kèo quèo đúng không? Vỏ đỏ đây. Đấy, quả này quả kẹ. Xong rồi cái ruột đỏ này. Đấy, hạt đỏ này, nhiều nước này. Hình như còn trong này còn cây nữa có quả. Đấy là nói bảo là nói về cái giống liệu này xong rồi để làm giàu. Thì nói thật ra là tôi bảo mấy các bạn như thế này này. Ở cái làng hoa cây cảnh của bọn tôi ấy. Tôi bảo là anh em làm đu đủ quất hoặc các thứ linh tinh ấy. Năm nay có một người. Nhưng mà làm cái dòng nhựu ta. Quả cũng nhiều. Nhưng mà cây thì các bạn ví dụ như là chạy dây đồng, dây thép, dây cái gì gì ấy. Hoặc là ví dụ như là uốn lục bình hay là uốn kiểu. Đấy là tôi nói về ấy thôi chứ còn mọi người phải làm nó phải đẹp. Ngoài tán tiếc các thứ thì nhiều khi anh em là phụ công với các thứ nặng nghề ấy. Làm liệu này vất vả nó ngang với hoa hồng. Tại vì mỗi lần cái đọt nó mới nó ra ấy mà không phun thuốc được. Không ấy phun à không ấy thuốc được ấy. Là nó lá nó nhăn hay là thế nọ thế kia ấy. Tức là anh em bảo làm liệu này không phải là đơn giản đâu. Nó không phải là như kiểu cây công trình xong rồi cây nọ cây kia đâu. Nó làm cũng mệt đấy. Mỗi lần ra đọt mới ấy. Là phải phun, phải thiết thế nọ thế kia. Đấy, xong rồi còn bắt quả mấy các thứ. Thì khó thì mới cần đến thầy, khó thì mới có thịt cầy liên hoan chứ. Mẹ làm giàu mà dễ được nữa thì thằng nào chẳng làm được, đúng không? Đấy là nói ở trên cái bình diện gọi là ở làng hoa cây cảnh. Cho cây lên chậu thế là anh Thanh anh mới nhặt cái cây ba tay ra ấy. Để anh cho lên chậu thì bán được cái giá cao hơn. À, còn ngày xưa thì cách đây khi mà 2-3 năm ấy. Cái đợt mà anh Lê Minh anh về không phải là anh ấy bán đắt hay là thế nọ kia, nó nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là cái đợt ý là cái hàng
liệu nó khó về, cước vận chuyển hay là thế nọ thế kia. Mà đợt thì anh ấy là người thì người duy nhất hoặc là đầu têu ở Việt Nam thì anh ấy ván cái giá nào là chỉ được, đúng không? Còn anh còn mất bao nhiêu chi phí cho bên báo chí rồi các thứ, quả to kia mới to kìa. Bên báo chí mới bảo bên thế nọ thế kia thì làm đéo gì anh ấy phải bán giá cao chứ, đúng không? Còn bây giờ thì ai cũng có thể nhập được hàng Trung Quốc ấy. Đấy là cái mà công nghệ thông tin quả này quả to, nhưng mà tôi sợ cái kia kìa. Có phải lé ra đã. Đấy, các bạn có thể tự tra trên mạng hay là trên báo đảng, chính đảng, báo thân chính phủ ấy. Đấy. Đây này, cái giống này này. Kể cả trên đấy là 200 triệu những cây nó không ra đâu vào đâu này. Còn những cây mà thoát thân cao không anh ấy thêm tí cưa vào là anh ấy đòi, anh ấy bảo là thương gia Trung Quốc sang trả 6 tỷ mấy với thế nọ thế kia. Thì cái đoạn 6 tỷ mấy là nó phép. Đấy, cây nhập Trung Quốc mà ông ấy cứ thương gia Trung Quốc sang trả. Đây này, quả này mới to này. Nhưng nó lát con mẹ nó rồi. Ôi giời. Nó lát luôn. Lát bét. Nó đẻ à? Ui. Được cái là cái ruột, đây là ruột nó đỏ. Ruột nó đỏ, nó ngon. Mày xé ra. Xé đôi ra. Đấy, dòi rồi. Có cả như kiểu là ở xe ai sao ấy. Mày cầm mới sao ấy. Như kiểu là cái mùi của cái quả nịu lúc nãy ấy, nó như kiểu là rượu ấy. Còn lúc trước thì nói về cái vấn đề kiếm tiền, cái âm mưu của cái nịu này cho các anh em làm cây cảnh rồi. Nhưng thường người Việt Nam thì người ta sẽ có cái tư duy là như thế này. Người ta bảo tội việc béo thì phải đi đầu. Đi đầu thì vẫn phải cất à. Cứ đi sau là an toàn. Đi sau mới an toàn. Đi đầu để dẫm phải cứt à. Còn cái loại này nó lại có cái hay như này này. Thì các bạn nhìn thấy những cây này nó rất là đẹp. Và cây này cũng rất là đẹp. Nó thậm chí nó đang ra hoa. Cái thủy nó lai chim cho các bạn xem rồi đây. Lọc nó tua tủa. Và bọn này tôi có bao nhiêu rất dễ sống. Không chết một cây nào. Trông ông cánh này nha. Đấy quả nó đấy là các bạn xem trực tiếp rồi. Đấy còn. Còn đây. Những cây này là cái cây mà về sau của cái bọn về trước tầm 2 tuần. Trước đấy là cái lúc ấy là nó bị cấm biên. Đấy thế là cây về nó còn xấu hơn thế này nhiều. Về lá nó treo hết trên cây ấy. Nhưng mà cảm giác là liệu là cái giống mà nó rất là dễ sống. Đây những cái bọn này nó đâm mọc nọc đây. Đấy nọc sau. Thì bạn nhìn thấy nọc đây này. Đấy, xong cái thủy nó bảo cứ đâm nọc là ra hoa ấy. Nhưng tôi bảo là sau đấy thì mới kiểm nghiệm ra thì nhiều cây bây giờ nó đang ra hoa ra quả thật. Rồi. Còn cái cây như thế này là các bạn bảo là nó cho lên kể cả cái giống nịu to ai. Cái đợt về bảo là chết một đền một mới thế nọ thế kia, bên Trung Quốc nó cũng làm thế mà các anh em nói với nhau cũng thế. Đây nhá, cùng một thời điểm như các bạn nhìn như củi khô nhá. Nhưng mà tôi bảo là muốn biết nó có sống hay nó chết ấy. Thì các bạn lấy cái gì đấy, ngón tay hay là dao hay là cái gì đấy, cái viêng sành. Các bạn cạo vỏ. Nếu mà nó xanh như này nó không chết. Đấy, chả chết cây nào nhá. Đấy, cạo như này nó còn màu xanh như này là nó sống. Đấy, kể cả trên ngọn hay cứ dọc cái cành ấy. Đấy, những cây này. Còn các cây khác thì đây như này, không tí nó ra hoa. Một cái sự tích của cái này thì và đầu cuối xong rồi tôi nói cho các bạn là cái âm mưu kiếm tiền. Tôi cũng vẽ ra các cái phác đồ để anh em ấy ấy. Thế này. Đấy, nó có chết đâu. Xanh như này là nó sống. Đấy. Tại vì ai cũng thế, ai cũng muốn nhiều tiền, ai cũng muốn thu nhập cao nhưng có chịu làm đéo đâu. Xong rồi tư duy với các thứ thì tôi không dám nói là các bạn không có tư duy thế nọ kia, nhưng áp dụng cái tư duy toàn để lừa con gái người ta vào nhà nghỉ ấy chứ. Nhưng mà rất muốn kiếm tiền, rất muốn nhiều tiền, rất muốn như thằng hàng xóm ấy, cả như thế nọ thế kia. Đây này, hoa mới nụ này. Nhưng mà thường là người khác người ta làm lúa hay làm cả công nghiệp, mình phải làm cái khác. Mình phải đi đầu thì mình mới được giá cao chứ. Đây, hoa này. Hoa này. Hoa liệu quả đây. Đấy, đây này. Đấy, cái loại này như này thì đây là tôi sẽ nói cái vấn đề của cái cây này. Mình bảo là thứ nhất là cái dòng liệu to này này. Hôm nay được cái nói là nói dài, tại vì là xe cây nó vẫn đang xuống. Cái loại mà to như này thì tôi bảo là thứ nhất là anh em ở đây ấy là anh em ủ cát chứ anh em không ấy giá thể, chỉ duy trì cho nó không chết thôi để bán cây thôi, chứ không phải là cái mô hình trăm cây
để bắt quả 100 cây để nó đẹp. Đấy, còn ở trên đây là cái mô hình gọi là mô hình thấp nhất. Mô hình mà đang quay cho các bạn là mô hình thấp nhất. Bây giờ đã có cải tiến rồi đấy. Đã có giá thể đấy, đây này. Giá thể và cho ăn đấy. Nên trước đấy cây nhập về cứ ủ cát thôi. Tại vì cái thời điểm ngày xưa thì làm thế. Tại vì cây nhập về nhưng mà có thể là hôm nay ngày mai là bán được luôn. Đấy, cho trả việc mẹ thì phải trộn giá thể bán nhanh. Nhưng 2-3 năm gần đây thì là có cái tình trạng gọi là cây nhập về có thể tháng sau hoặc thậm chí năm sau mới bán được. Cho nên là không thể duy trì để nó xấu được mà phải chăm nữa. Như ngày xưa thì là ở các cái những anh em to tay to này này. Chỉ có ủ cát, kể cả ngày xưa mọc cũng thế. Đánh về ủ cát. Ở nhà tôi cũng thế. Còn nếu các bạn muốn nó phát triển mà nó đẹp lên thì các bạn phải rộ trộn giá thể hoặc cho lên chậu hoặc các thứ linh tinh để nó còn đẹp, nó sinh tiền theo từng năm. Nhiều anh em là cái thời hoa hồng mới mọc mấy cái gì mẫu đơn, mấy cái gì nổi ấy. Nhưng anh em phá sản cũng nhiều, thất bại hoặc là bán lỗ cũng nhiều. Tại vì anh em thường là không có cái tay chăm. Anh em nhập về xong rồi để, cho nên giải thích cái vấn đề mà Tết các bạn sẽ thấy là tại sao mà người ta lại cứ đến Tết 30 Tết là người ta không bán được quất thì người ta chặt. Tại vì người ta không có ruộng và cái thứ hai nữa người ta không chăm. Không chăm được. Người ta chỉ đi buôn thôi. Đấy, đi buôn Tết thôi. Còn cái vấn đề mà để cho các bạn mà mua một cây quất hay mua một cây mộc hay mua một cái nịu này mà để sinh tiền ra nó như tài sản ấy thì các bạn phải chăm được. Người chơi thì người ta mua về người ta chơi. Cho nên cây lúc mà giao cho người ta thì hoa rất là đẹp, xong người ta chửi lại ấy. Người ta bảo cái bọn bán giống với cái bọn bán cây là toàn bọn bốc phét. Cây ở vườn nó, cây lúc nó giao thì rất là đẹp. Nó quay nó bán rất là đẹp. Nhưng mà sau một thời gian trông cứ như là của lợ ấy. Tại vì các ông có chăm đâu, cái ông mua về chỉ là chơi thôi. Đấy, còn nghề chơi người ta có cái câu là nghề chơi cũng nắm công phu ấy. Các bạn phải có kỹ thuật cho ăn rồi tưới rồi vít rồi thế nọ thế kia thì cây nó mới đẹp chứ. Các bạn mua thì lúc cây nó đẹp thì tại vì là toàn người ta chăm để người ta bán để người ta kiếm tiền, không đẹp thì người ta bán cho ai. Và có bán được thì không được giá. Cây phải đẹp thì mới bán được mà thì mới bán được giá thì cây còn kiếm tiền mua sữa cho con. Nhưng về nhà các bạn cứ vứt không đi tưới còn đéo tưới ấy, thì các bạn lại đòi hỏi là nó cứ đẹp như thế. Cứ như từ lúc các bạn mua. Thế thì vô lý đúng không? Ngày xưa mình bé mình bảo mua cây quất xong rồi cứ chăm à, cứ chơi đi xong rồi đến Tết năm sau nó lại ra hoa ra quả. Xong rồi cứ 10 năm mua một cây quất là nó bền. Đấy, thế thì tốt nhất mua cây quất nhựa. Thế năm sau có chăm được đéo đâu, có bắt được quả đâu mà. Lá nó xấu mù ấy, xong rồi khéo nó còn chết ấy. Đấy. Thì là những cái ý là từ ngày xưa mình tâm đắc xong mình nói cho các bạn kỹ thuật rồi cho ăn rồi giá thể rồi tất cả các thể thực trên đời. Nhưng chủ yếu còn cái nữa là các bạn biết là một chuyện nhưng các bạn có chăm được không. Còn nói sơ qua về cái giống nịu này thì đấy, cái giống nịu to. Nhưng mà sau đấy khoảng 2 tuần trước là cái hàng nịu này nó về. Đấy, cây nó mới về khoảng 2 tuần thôi cũng bán hết. Và cái thứ hai nữa là cái cây này tại sao mà nó như thế này thì tôi có bảo là một cái vấn đề của cái cây to này. Vấn đề đầu tiên là có thể là vì anh em là do mủ bằng cát. Anh em không có kỹ thuật hoặc anh em không làm theo đúng kỹ thuật. Đấy, ngày xưa thì anh em cứ ủ cát là phải thế hoặc là chả việc mẹ gì phải trộn giá thể với cho cây ấy cả. Tại vì cây nó bán dễ, bán nhanh. Đấy, nhưng còn bây giờ là phải giá thể rồi cho ăn đỗ tương rồi các thứ. Thế là nhưng mà còn cái giống này thì tôi nói một cái vấn đề nữa là thứ nhất là do là anh em ủ cát, anh em không chăm. Cái thứ hai nữa là nó liệu là nó ấy là cái mùa hè. Đấy, chứ mùa đông như thế này thì nó không phải là đẹp. Cái thứ ba nữa là nó có thể là không hợp thời tiết, không hợp khí hậu. Nhưng mà tí nó sẽ nói về cái dòng này. Cái thứ tư nữa khi mà cái dòng này mà nó về ấy, thì tôi bảo là anh em bảo là mùa hè nó mới đẹp, nịu là mùa hè mới đẹp. Nhưng mà cây này tại sao mà cây này nó đẹp như này thì tôi bảo là do cái cây này thì nó kiểu cái cây tơ ấy, cho nó khỏe. Đấy, cây tơ nó khỏe. Ngày xưa thì khi mà người ta bảo là cái dòng này ở bên Trung Quốc nó khai thác triệt để mấy thế nọ thế kia thì tôi bảo những cái cây bưởi hoặc những cái cây vú sữa ấy thế nọ thế kia ở Việt Nam toàn những cây to tướng ấy. Xong rồi ví dụ như là nhãn như các thứ ở tôi ấy cũng không ai nói là khai thác triệt để cả. Cây to, cây già thì nó có giá trị, mấy cái thứ hai nó to thì nó trồng ban công sân vườn. Nhưng mà mình bị một cái này là cây to này cho nên mình không dám quay cái bọn bé. Tại vì sợ lại theo cái kiểu gọi là lừa đảo hoặc thế nọ thế kia ấy. Thế tôi bảo là cái bọn to này thì có thể nó là do nguyên nhân thứ nhất là cây nó to thì dễ nó ăn ra, nó ra rất là rộng. Đấy, xong mình đánh bầu như này thì là bao giờ nó bị ảnh hưởng. Xong cái nữa là trước đấy thì anh em toàn ủ cát. Đấy, còn chăm sóc mấy cái giống nịu mấy các thứ này có lẽ là phải thêm kiến thức.
đấy, học hỏi thêm một thế nọ thế kia. Nhưng mà cũng có thể là cái dòng nịu to này có thể là đã thất bại đấy. Nhưng cái dòng này thì nó tơ, nó khỏe, nó về anh em lại giá thể. Xong rồi cứ như cái loại này nhá, hôm nay chưa trồng đâu đấy, còn phải để cho nó thêm 2-3 ngày nó phơi nắng thế này nữa, xong rồi nó rụng hết lá, nó mới cho lên bịch. Nó y như kiểu cái bọn này này đấy. Chứ còn bây giờ trồng luôn là phải tuốt lá lại mất công ấy. Xong rồi như bảo bây giờ mà tuốt lá lại tuốt hết vào cái mầm ấy, mầm hoa với các thứ này này à, cái này đấy. Thế là đây là như thế này, là anh Thanh anh bảo là cứ để đây xong rồi 2-3 ngày nữa đấy, cho nó rụng hết lá thì mới cho vào bịch. Nhưng mà bây giờ cho vào bịch là phải tuốt lá với cả phải ấy, như nho thân gỗ ngoài kia phải tuốt hết này. Nên là nó kiểu như cái đợt đấy là các bà còn phải tuốt cơ. Còn cái xe này này thì sau một thời gian là kể cả những cây này đấy, bây giờ nó chả còn một tí lá, chả còn một cái gì. Nhưng mà các bạn biết là sau đấy là nó đến cái giai đoạn này, xong rồi mới đến các cái giai đoạn này, thì những cái cây kia nó như cái hàng này này, là các cái hàng cây nó non, nó tơ đấy. Đây này, nụ à, cái gì nhỉ, cái mầm mấy cái nụ này. Còn nói cho các bạn thì ở trên mạng thì thường là, hoặc là cái người bán ấy thì người ta nói là nịu đỏ Ấn Độ hay cả nịu đỏ Peru mấy cái gì, tức là cái dòng nịu mà ở Việt Nam rất là oai. Nó không phải bán ngoài chợ mà nó thường là 300-400 nghìn một cân, 500 nghìn một cân cơ. Và những người ta có tiền người ta mua cái loại hoa quả ấy. Chứ Việt Nam mình thì nói thật ra là tiền trăm là hoa quả thì nó cũng đã hạn chế rồi. Đấy, còn hôm nay nói cho các bạn như thế này thì cái hàng này thì nó, đây để tôi lấy hoàn gạch để xem ra nào. Cái hàng này hôm nay về là hàng to hơn. Còn đôi khi thì cái hàng này thì bán hết rồi. Đấy, lúc trước anh em có hỏi bảo là hầu như bán hết rồi ấy. Hầu như bán hết rồi. Anh em ở đây bán cũng nhanh mà. Cái nông nghiệp này này, anh em nói chung là ở các cái nơi khác, kể cả như mình ấy, mình còn chấp nhận là cam bái hạ phong. Tại vì anh em chạy quảng cáo, anh em nói hay lắm, xong rồi anh em nó phải, nói chung là nó phải tầm hơn 10 phân. Cái viên gạch thường là 9-10 phân ấy. Thế này, nó phải hơn 10 phân. Vanh thì bây giờ phải lấy cái thước thì mới đo được, gạch ở tất cả các nơi thì thường là nó 9-10 phân ấy. Đấy, còn thoát thân xong rồi cây to. Đấy, thì cái hàng này nó to hơn. Còn tôi bị cái dằn vặt ở cái dòng lựu to kìa. Cho nên nhắc vào lựu là mình không ấy. Còn đưa cái thông tin như thế thì ngày xưa mình có bảo ấy, thực ra là các ông không dám phải cất ở đây thì dám phải cất ở chỗ khác rồi. Nếu các ông mua lựu đấy, không mua của thằng lọ thì mua thằng kia, và nó từ một nguồn nó ra đấy, bên Trung Quốc nó cũng thế. Còn lúc nãy chảy cho các bạn quả rồi là các bạn, nói chung là mình cũng tự tin hơn nếu mà có quả như thế. Quả còn treo trên cây không rồi tôi vặt, ông nào chưa xem được thì tí nữa xem lại cái video lúc mà cẩu cây nó có quả. Đấy, còn sau đấy thì khi nói là như cái dòng mà đây này, như cây sau này, nó là cái dòng mà cho cây lên bịch xong rồi có giá thể. Nhưng mà cái cây như này mà nó về nó như thế này ấy, là một phần là nó cái cây nó tơ, nó khỏe. Đây, những cái này buộc dây với cả xịt sơn là đây, dần dần là anh em phải có giá thể hết đây này. Không như ngày xưa là cứ về xong bố mày dâm cát là được, bán nhanh. Nhưng mà bây giờ là bán hơi chậm, 2-3 năm gần đây này, cây cối hay bất cứ cái gì nó cũng bị ảnh hưởng. Khi bạn kia bạn hỏi là kinh tế khó khăn thì thế nọ thế kia có bán được cây không ấy, tôi bảo kinh tế khó khăn không phải mỗi cây cảnh, mà kinh tế khó khăn thì có mà phải Việt Nam hay có phải Hưng Yên bị đâu, Mỹ nó cũng bị. Đó là ngày xưa mà cách đây tháng 3, tháng 4, tháng 5 ấy, mình hè ấy, mình đi du lịch ở Mộc Châu rồi Cát Bà hay cái đéo gì ấy. Ngày xưa rất nhiều Tây, bây giờ làm đéo Tây đấy. Tây nó cũng phải tìm cái chỗ nào du lịch nó rẻ nó mới đi. Việt Nam mình chính ra du lịch cũng đắt. Đấy, xong rồi các người, mọi người bảo là giải cứu du lịch mới đéo gì ấy. Mẹ hôm vừa rồi chú chở cháu 2 cây. Anh bảo mẹ đi qua một bình. Chú đi mẹ xuống lại đi. Ở đây anh em bán ác lắm, không hình dung đâu. Cái đéo gì ở ngoài kia kìa, mấy cũng bán cái gì nhỉ, ngoài kia là cái anh đào Nhật Bản ấy, ngày xưa mình nhầm là cái quốc hoa Nhật Bản ấy, nhưng mà về sau là cũng không phải quốc hoa Nhật Bản đấy, cũng bán cũng giỏi. Cái thứ hai là hôm nay cũng nói nhiều về cái nịu này, về lịch sử rồi gốc gác rồi, à còn vấn đề nữa
Đấy là lúc trước cô nói về cái bàn cái vấn đề kiếm tiền của anh em làm cây cây cảnh. Thì tôi có ngày xưa có xui bảo là lấy cái liệu này là cái hàng mà độc lạ ấy. Đấy, cho lên chậu hay cho lên thế nọ thế kia xong rồi làm cho chạy dây đồng, dây thép hay là vít nọ vít kia hoặc thế nọ thế kia ấy. Còn cái thứ hai nữa là với các bạn mà làm kinh tế ấy, nếu mà quả nó ngon hoặc là chất lượng quả nó ấy ấy, thì là mọi người trồng xong rồi làm quả hay là bán cây cảnh, tôi nghĩ là bán cây cảnh nó vẫn hợp lý hơn. Chứ còn bán quả thì nói chung là ở mỗi vùng miền ở tôi, đặc sản nhãn Hưng Yên đây, ví dụ như ông nào mà mua cây nịu này với ông trồng mấy hecta ấy, thì thường là người ta trồng ra đấy xong rồi cây nó đẹp theo người ta bán vào cái khu du lịch, nó vẫn là phục vụ cái việc bán cây cảnh ấy. Đấy, các bạn hình dung chưa? Chứ bây giờ mà các bạn ngu nga ngu ngơ xong rồi lấy nịu về xong rồi trồng ra ruộng xong rồi thu theo kiểu như là thu bưởi hay thu cam ấy, thì nói thật ra là tôi cũng không đánh giá cao cái vấn đề ấy. Cái mà làm nông sản để thu để bán, tức là nuôi gà xong rồi bán thịt đi, mấy cả trồng lúa để bán ấy này, thì là cái mức thấp nhất. Đấy, thì là được mùa mất giá, rồi được giá rồi mất mùa. Mấy cái thứ hai nữa là đến mùa lại phải cong đít này. Đấy, thì là không ấy. Còn nếu mà bán cây cảnh ấy thì là sẽ tôi sẽ ưu tiên hơn. Cái thứ hai nữa, ví dụ như là người ta trồng ở nhà hoặc công viên hay là trồng cảnh quan các thứ thì tôi thấy nó hợp lý hơn. Đấy là cái cách kiếm tiền mà mình ấy. Còn nếu mà phôi như này mà bán thì nó khó, tại vì các bạn khó cạnh tranh được. Thứ nhất ở trên đây thì các anh em ở nông nghiệp này, anh em giỏi về công nghệ thông tin rồi chạy quảng cáo lắm. Nói thì rất là hay, tạo video rất là đẹp. Cảm giác như là các bạn không muốn mua cũng mua ấy. Đấy, anh em ở trên nông nghiệp này này. Toàn đại học chứ có phải là nông dân đéo đâu. Đấy, toàn thạc sĩ mới tiến sĩ về các thể loại luôn. Chạy quảng cáo mới nói xong rồi đẹp, cách ăn mặc rồi. Nói cứ như là kiểu là các bạn không mua là phí cả cuộc đời đấy. Có mỗi mình theo cái kiểu gọi là chưa chắc là quay như này đã khuyến khích các bạn mua đâu. Còn hầu như là sự thật thôi. Đấy, thì cây nó về thì sau đấy một thời gian tuốt hết lá thì nó sẽ được như thế này. Đấy, còn những cây như này mà buộc dây với các thứ này là của khách hết rồi. Đây, xịt đây này. Đấy, chứ không phải là ế đâu. Nhưng mà thường là giai đoạn này thì thứ nhất là các cái mặt hàng này hầu như các bạn cũng khó thấy ở trên các hội ít. Đấy, nó là cái mặt hàng mà nói thật ra là cũng ít người làm. Cái thứ hai nữa là giá rẻ so với thời điểm trước. Dịch như này thì nói chung là mỗi ông mỗi người mỗi ấy là lãi ít thôi thì mới trôi được hàng. Căng thẳng quá, dân nó đã hết tiền rồi. Nếu cái mặt hàng nào các bạn ít cơ, ví dụ như là các bạn nhập về nó đã khó rồi, thì các bạn có thể là bán ấy được. Nhưng mà về mỗi lần hàng công như này hết bố lại về nữa ấy. Hết bố lại về hàng công nữa thì thì nó cũng không ấy được, không thể bán giá cao được. Còn hôm nay nói chung là mình cũng nói thì về cái giống nịu mấy cả cái làm mấy các thứ ấy. Ngày xưa bảo mấy nói với các bạn là từ thời mình vào nông nghiệp mình thấy các cái nịu ở Trung Quốc nó ăn quả rất ngon, kể cả ra chợ ấy. Nịu bên Trung Quốc rất là ngon, nịu Việt Nam mình thì ăn vừa chua vừa chát. Nên tôi bảo tại sao các cụ không trồng. Nhưng mà nói chung là cũng cảm ơn cái đời sống từ cái thời mà công nghệ thông tin như này. Cách giao dịch rồi cách giao thương của vùng nọ vùng kia rồi nước nọ nước kia nó dễ. Ngày xưa mà các cụ mình có muốn đi chăng nữa thì cũng không thể mua bán được đấy bên Trung Quốc. Mà ông nào mà cách đây và 20-30 năm thì ông ấy này, hoặc là 10 năm trước đây, chưa đến 10 năm, anh Lê Minh anh đã bán những cái cây kia đây mẹ mấy trăm triệu. Nhưng mà khó thì người ta phải lãi được cao. Chứ còn cả nước mình nguyên thời điểm này thì ai cũng có thể nhập hàng Trung Quốc ấy, thì các bạn xem nay các bạn đặt chỗ lọ chỗ kia thì cũng được. Để ngày mai đi chuẩn bị, để ngày mai còn bốc 3 xe đây. Hôm nay nói cho các bạn cái điệu này chắc là cũng còn có thể là cũng còn rất nhiều vấn đề mà các bạn hỏi nữa. Rất nhiều vấn đề. Thì đợi lúc nào rảnh thì ấy nhá. Đi. Để xem cây cối thế nào, mai còn bốc xe với các thứ. 3 giờ rồi cũng về đi còn gì.